đến UT đi thi phần 3 ha, ta sẽ chọn ha. Ta sẽ chọn cái level khác các bạn, tiêu biểu là chừng 2-3 level được ha. Ta sẽ chọn level 18 các bạn, level 18 có 3 ha. 3-4 ha, rồi ta chọn 1 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
một 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 hai nghỉ, một 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 hai ba nghỉ nghỉ, một 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 nghỉ, một 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 hai, một 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 nghỉ, một 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 hai ba. Xin cảm ơn các bạn.